em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh đào tây lạng sơn nhá à buổi chiều hôm nay em lại quay lại cho các bác xem những cái cây đào thất thốn à, mà cách đây được một tuần thì em đã hướng dẫn các bác cắt răm cho cái cây đào thất thốn để cho nó nảy nhiều răm ấy các bác đấy thì hôm nay em sẽ quay lại những cái cây đào thất thốn mà cái hôm đấy em đã uh, cắt thì hôm nay cái uh, đầu răm nó đã bắt đầu uh, phát răm rồi các bác ạ đấy như uh, cái răm này này các bác ơi sau khi uh, sau khi cấu ngọn thì nó đã bật lên được 4, 4 đến 5 cái mắt răm ở đây Đấy. Bây giờ mình chỉ cần chăm tốt thì là Cái cây nó sẽ nuôi được hết đủ cả 4 5 cái răm Thì cái cây nó sẽ dày tán nha các bác Đấy. Ngọn nào hầu như cũng 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 đều bật hết răm này các bác Những cái ngọn nào cấu sau thì nó hơi chậm một tí Thế nhưng mà đa số là các cái ngọn đều nhú hết mầm ra như này rồi đây. Đấy. Có những cái ngọn non thì em mới ngầu, uh, cấu cách đây được uh, 3 hôm thì hôm nay nó cũng đã bắt đầu nhú nhú rồi các bác. Đấy. Đấy. cái thời điểm này là thời điểm hợp lý nhất để mình cắt răm cho cái cây đào thất thốn nha các bác. Tại vì uh, sau khi cái cái, cái 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 cơ chế sinh học của cái cây đào thất thốn này là sau khi thu quả được ấy các bác. Đấy, sau khi quả nó già và nó thu thu được quả thì uh, tự động là các cái chất dinh dưỡng nó sẽ được tập trung nó đẩy hết lên cái các cái đầu ngọn của cái cây đào thất thốn Thế nên là cái mùa này là mùa uh, đẹp nhất và hợp lý nhất để cho mình cắt răm cho cái cây đào thất thốn Đấy, vì đào thất thốn chỉ uh, cắt được uh, một lần vào cái năm uh, vào cái một lần đầu tiên một lần duy nhất trong vòng một năm thôi các bác thì cắt vào cái thời điểm tháng này nhé các bác là cuối tháng 4 Đầu tháng năm âm lịch Đấy, Thì là cái thời điểm cắt răm Hợp lý nhất Thì à, các bác à, chú ý nhớ, nhớ Để sang năm à, Các bác có cây đào thất thốn ấy, Thì sang năm các bác à, cũng Căn vào đúng cái thời điểm hiện giờ Thì các bác cắt thôi Đấy, Năm nào nó cũng như thế thôi các bác ạ Sau khi thu hoạch được quả xong Thì à, tự động là, là, là Cây nó sẽ tập trung Và nuôi vào các cái đầu cành thì mình đi cắt 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 răm thì răm nó sẽ bật lên đây là các bạn đấy nếu như các bác mà cắt trước khi nó vẫn còn đang có quả ấy, thì nó sẽ không 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 bật được nhiều răm như bây giờ đâu nha các bác đấy, đây là. đào thất thốn này thì một năm chỉ được cắt răm một lần thôi nếu như các bác mà 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 cắt sớm ấy thì đến nó rất là bị nhỡ nhỡ nhàng nha các bác vì răm non thì nó cũng không có không có thể có hoa được có nụ được còn răm thì nó phải đủ độ già thì nó mới nó mới ra hoa được nha các bác đây này các bác đấy như cái cây này cái răm này hôm nọ em đã quay cho các bác xem đấy hôm nay nó bật chi chít răm lên này các bác đấy răm nó to như này này nó phát ra là 1 2 3 4 5 5 6 cái răm. Đấy mình mà chăm được tốt thì răm nó sẽ phát ra như này. Cái cây này em vẫn chưa đi cấu ngọn được các bạn ạ. Thì mùa này sau khi thu quả xong nhé nhá các bác. Thì các bác cứ đi cấu ngọn như này này các bác Đấy, sâu vào một tí cũng được, không sao. Như đợt trước là cái thời điểm đấy nó vẫn còn quả. Thế nên là có những cái răm nào nó nó bắt đầu nó phát tán ra rồi Nó bắt đầu uh, phân nhánh thì em uh, hướng dẫn các bác là cấu một chút ở ngọn thôi Thì vì ở đấy nó vẫn còn đang nuôi quả Nên là mình không cắt được sâu Còn bây giờ sau khi thu quả xong ấy thì các bác cứ cắt tịt hết vào như thế cho em nhé Cắt uh, sâu vào như này Đấy Cây nào cũng thế nha các bác thì vài nữa nó sẽ bật răm 4 5 cái 6 7 cái răm ở đây. Thì cây nó sẽ dày răm, dày tán. Đấy. Hôm qua thì em đã, đã vừa thu hết quả các bác, thu quả đợt cuối rồi. Thu quả thì à, em à, không không thu đồng loạt các bác ạ. Thu quả thì cứ quả nào rụng xuống đất thì em mới mới thu còn quả nào nó vẫn còn dính ở trên thân cây thì em không thu em không vặt xuống nha các bác Đây. quay tiếp cho các bác xem những cái cây mà đã cấu ngọn này Đấy, đang bật chồi nảy chồi lên rất là mạnh hầu như cây nào cũng 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 bật chồi rồi nhé nếu mà ngắt cách đây được một tuần đấy. các bác nhớ nhá nhớ vào cái thời điểm này là thời điểm cắt răm uh, một lần lần đầu tiên và lần duy nhất cho cái cây đào sau khi để cho cây chuẩn bị chơi tết đấy răm này các bác Rồi em xin kết thúc video tại đây nha các bác. Thì có đến cái bước gì nữa thì em lại sẽ hướng dẫn các bác sau. Rồi em xin chào toàn thể các bác ạ.